Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn các chế độ làm việc của bình lọc cát. Một bình lọc cát thông thường có 6 chế độ làm việc. Mũi tên trên tay gạt chuyển chế độ thể hiện chế độ làm việc hiện tại của bình lọc cát. Chế độ thứ nhất, chế độ lọc filter. Chế độ thứ hai, chế độ rửa ngược backwash. Chế độ thứ ba, chế độ rửa nhanh windshear. Chế độ thứ tư, chế độ thải water. Chế độ thứ năm, chế độ tái tuần hoàn. Chế độ thứ sáu, khóa bình lọc close. Chú ý, trước khi chuyển chế độ làm việc của bình lọc cát, ta phải tắt bơm. Trên đây tôi vừa giới thiệu cho các bạn các chế độ làm việc của một bình lọc cát. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.